Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em là thay nhớt số tự động của cái con form Modo nha các bạn. Thì đấy, nếu mà thay nhớt thì ở trên phần ngay ở chỗ này nó có một cái nút rồi các bạn. Chúng ta cái nút nó bằng cái nút cao su nha. Rồi, chúng ta cứ nếu mà xả ra bao nhiêu lít nhớt thì quay vô lại bao nhiêu lít nha các bạn. Chứ mấy anh em mà không biết mà mở tùm lum có thể là nó hư hộp số, thay hạ hộp số nha các bạn. Đây nha, cái chỗ để mình thay nhớt là mình bơm nó vô chỗ này nha các bạn. Nó có cái nút này nè, có cái nút này. Rồi lúc lên rồi chúng ta châm nhớt vô nha các bạn. Tại vì cái dòng pho này mỗi lần mà phải đi kiếm cái ốc mà để châm nhớt vô á, nó cũng nằm ngay mấy cái chỗ kẹt á, nhìn cũng không có thấy đâu. Và hôm nay mình làm cái video hướng dẫn anh em là tìm cái con ốc với châm nhớt số tự động của pho Modo nha các bạn. Nhớt số tự động thì mình thay cái loại mô tuân như thế này đây. Thì bên đây cũng là một chiếc Ford Modo đó các bạn. Chiếc này mấy anh em gara dưới Long An mở ra thay nhớt á, mà không biết cái đường châm á, nên mở lộn cái con ốc nha. Do nhớt không có con này thì có thì lấy tiền ra, còn con này làm mình rách nấu thêm này. Nên mở lộn con bồ lon nên mình phải hạ hộp số xuống và phải rã số luôn các bạn. Châm nhớt á thì chúng ta châm ngay chỗ này nha, trên phần hộp số nó có cái nút cao su nè, chúng ta cậy nó ra rồi mình xả ra bao nhiêu lít nhớt thì mình châm lại vô bao nhiêu lít nha. Không biết đường mở tùm lum rồi nó bị rớt bi với lại rớt cái tì ở trong cái phần hộp số đây, mình phải hạ xuống đây. Đây đúng rồi, để mình chỉ luôn mấy anh em, nó không biết mở cái con ốc chỗ này ra nè, mở ốc chặn chỗ này ra nè, rồi vô số nó không chạy các bạn, vô số lùi cũng không có số lùi luôn, rồi vô số D thì nó cứ cày giật nha. Nên anh em chú ý nhé. Thì hôm nay mình làm cái video chia sẻ với lại anh em như vậy. Chúng ta nếu mà có thay nhớt thì cứ tìm đúng chỗ nha, chứ không mở tùm lum ra là mất công phải hạ hộp số xuống. Rồi, và video hôm nay thì mình hướng dẫn anh em là thay nhớt số tự động cho xe Ford Modo nha anh em. Thì cứ biết được cái chỗ xả nhớt với lại cái chỗ mình để mình châm cái nhớt mới vô đó, thì biết được những phần đó thì thay nhớt cho nó nhanh nha các bạn. Thì nếu mà thay vừa xả và vừa thay nhớt số cho xe này thì tầm khoảng 30 phút là xong rồi. Và thank you các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.